Minasan, konnichiwa. Các bạn có nhớ mình không nhỉ? Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Giáo, giáo viên chuyên môn tiếng Nhật của Trung tâm Đào tạo tiếng Nhật trực tuyến Edoda. Rất vui khi được gặp lại các bạn ở video lần này. Thì ở lần này chúng ta sẽ cùng nhau học về làm cái gì đó như thế nào. Rồi, thì trước khi vào bài thì mình lại có một cái tip chia sẻ nho nhỏ về cách học kanji nhé. Đối với những các bạn nào mà mới học xong bảng chữ cái này, hay là mới bắt đầu tìm hiểu về tiếng Nhật ý, hoặc là mình chỉ học được một chút xíu ý, thì mình nghĩ rằng là các bạn nên không nên quá dành nhiều thời gian vào vấn đề học kanji là viết. Tại vì khi như vậy ý, các bạn rất dễ bị nản. Mà khi nản rồi thì chúng ta rất là khó để còn tiếp tục, đúng không nào? Vì vậy, trước tiên ý, đối với các bạn nào mà mới học tiếng Nhật ý, thì có thể là luyện viết những cái từ dễ thôi. Và sau đó là chúng ta cố gắng nhìn mặt chữ, biết cách đọc, biết nghĩa. Sau đó dần dần chúng ta sẽ phát triển lên. Học càng lên cái level cao thì chúng ta sẽ đầu tư nhiều thời gian hơn vào vấn đề kanji. Còn mới đầu ấy thì các bạn nhớ nhá, đừng cố quá. Sau này mình sẽ bị nản tiếng Nhật và mình cảm thấy tiếng Nhật nó rất là khó để còn chinh phục. Nhưng không hề vậy, do cách học của mình thôi. Chúng ta hãy điều chỉnh cách học của mình làm sao cho nó phù hợp với bản thân mình. Ok, nói dài thì đi vào luôn cái phần từ vựng ngày hôm nay. Vâng, phần từ vựng ngày hôm nay thì bắt đầu sẽ bằng từ kaisha. Kaisha là gì nhỉ? Công ty. Ngược với từ kaisha là gì các bạn biết không? Là từ sakai. Sakai là xã hội. Đừng nhầm hai từ này với nhau nhé. Nói ngược cái là ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Từ thứ hai từ inaka. Inaka, nông thôn, nhà quê. Shizuka là tính từ đuôi na, là gì nhỉ? Yên tĩnh. Rồi tiếp theo là từ tsukinsuru là đi làm. Đi làm là trên đường mình đi từ nhà đến công ty ấy, thì mình sẽ nói là tsukinsuru. Kote là cố định. Kote. Shigoto, công việc là shigoto, nhớ nhá. Hay tiếp theo là từ thói quen, là từ siêu cẩm. Ví dụ nhá, mainichi kuruma de kaisa ni tsukin stairu là gì? Hàng ngày tôi thường đến công ty bán ô tô. Ok chưa nào? Vâng ạ, và tiếp theo đây là phần từ cặp từ trái nghĩa. Cặp từ đầu tiên, an toàn là an zen, nó na ná giống nhau đúng không nào, rất là dễ nhớ. An zen, an toàn. Ok. Abunai nguy hiểm. Ví dụ, yoru ni kono machi o hitori de aruiku no wa abunai desu ka? Yoru ni kono machi o hitori de aruiku no wa abunai desu ka? Thì có nghĩa là gì? Đi dạo một mình ở khu phố này vào ban đêm thì có nguy hiểm không? Ie anzen desu. Không, rất là an toàn. Nhớ nhá, đây là ví dụ thôi, nhưng mà mình cũng khuyên rằng là các bạn không nên đi vào đêm khuya ở buổi tối ở bên Nhật đâu nhá. Tại vì ở bên Nhật có rất là nhiều người gọi là biến thái đúng không nào? Chúng ta cẩn thận nhất là các bạn nữ nhá. Và ví dụ thứ hai, kire sạch, kitanai là bẩn, dơ. Ví dụ, kono kutsu wa kitanai desu. Kono kutsu wa kitanai desu. Cái đôi giày này bẩn. Wakarimashita ka? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần ngữ pháp của bài ngày hôm nay nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi học vào phần ngữ pháp ngày hôm nay nhé. Cũng như mọi lần, hai cấu trúc ngữ pháp. Cấu trúc ngữ nhất là gì? Danh từ đệ cộng với động từ. Cách dùng là làm bằng cách nào đó, làm như thế nào. Thì cái bằng đấy là có thể bằng một cái dụng cụ gì đó hoặc là một cái cách thức gì đó nhá. Rồi, ví dụ, Nihongo de hanashimasu. Nói chuyện bằng tiếng Nhật. Hoặc ở ví dụ thứ hai thì đi làm bằng tàu điện thì chúng ta sẽ nói như thế nào trong tiếng Nhật? Densha de shigoto ni ikimasu. Densha de shigoto ni ikimasu. Vâng, đấy là cái ví dụ của mẫu thứ nhất.
đối với mẫu thứ hai là mẫu câu này là dùng để hỏi để phương tiện giao thông. Doyatte ikimasu ka? Doyatte ikimasu ka? Đi bằng cách nào? Đi bằng phương tiện gì chẳng hạn? Ví dụ như sau. Doyatte ikimasu ka? Doyatte ikimasu ka? Baiku de ikimasu. Baiku de ikimasu. Đi bằng cách nào vậy? Đi bằng baiku là gì nhỉ? Là xe máy. Rồi ví dụ thứ hai này. Hàng ngày bạn đi học bằng cách nào thế? Thì mình sẽ nói tiếng Nhật là Mainichi doyatte gakko e ikimasu ka? Mainichi doyatte gakko ni ikimasu ka? Bên trên mình có thể sử dụng từ ế đúng không? Từ ế vẫn ok, không vấn đề gì cả. Nhưng chúng ta có thể sử dụng từ ni cũng được nhá. Rồi, là mình nói lại này. Mainichi doyatte gakko ni ikimasu ka? Hàng ngày thì bạn đi học bằng cách nào? Tôi đi bằng xe buýt thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Basu de ikimasu. Basu de ikimasu. Đi bằng ô tô thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Kuruma de ikimasu. Kuruma de ikimasu. Ok chưa nào? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần hội thoại của ngày hôm nay nhé. Mình và là Yu Sensei sẽ cùng nhau luyện tập một cái bài luyện tập để các bạn có thể nghe và có thể tham khảo thêm. Và phần tiếp theo là phần hội thoại Kaiwa. Các bạn hãy cùng mình và Yu Sensei đi vào phần hội thoại này nhé. Yu Sensei, dozo. Minasan konnichiwa, Takahashi Yu desu. Kore kara kaiwa no renshu o shimashou. Yamada-san, mai asa itsumo hayaku shusha shimasu ne. Hai, watashi no shiukan nano de. Mainichi dou yatte kaisha ni ikimasu ka? Densha de ikimasu. Tokidoki basu de iku toki mo arimasu. Suzushi-san wa dou desu ka? 私の家は駅から遠いのでバスで行きます。終わりです。các bạn đã nghe rõ đoạn hội thoại này chưa? Để chúng ta có thể nói nhuần nhuyễn hơn thì bây giờ các bạn hãy cùng với Yu Sensei luyện tập lại một lần nữa nhé. Dozo. 山田さん、いつも早く出社しますね。毎日どうやって会社へ行きますか？私の家は駅から遠いのでバイクで行きます。Các bạn nghe rõ chưa nào? Bây giờ các bạn muốn có thể nói được tốt hơn thì hãy luyện tập nhiều lần nữa ở nhà nhé. Dạ vâng, hôm nay mình cũng muốn chia sẻ thêm một cái tip là đi tàu tại Nhật thì mình sẽ đi như thế nào. Đối với những cái bạn nào mà sinh sống ở Nhật lâu dài rồi ấy, các bạn đã quen với cái việc tìm tàu, lên tàu đi làm sao cho nó đúng ý của mình đúng không nào? Nhưng những cái bạn mới sang ấy thì thực sự đi tàu ở bên Nhật là một cái vấn đề rất là với mình nó rất là khó. Ngày xưa mình bị lạc rất là nhiều. Thì ngoài cái việc lúc mà các bạn mới sang, các bạn tiếng Nhật không giỏi, vì vậy các bạn không thể hỏi được người khác, có thể hỏi người Nhật này hay là hỏi những cái người mà đang làm việc tại cái eki, tại cái nhà ga đấy là tôi muốn đi đến đây thì tôi phải đi tàu gì. Thì thực sự là cái vấn đề hỏi người ta và nghe người ta trả lời lại nó rất là khó. Vì vậy bây giờ mình sẽ đưa ra các bạn một cái tip là ngoài việc hỏi đấy thì các bạn có thể sử dụng điện thoại của mình để còn tra trên internet cái cách đi. Thì cái phần mềm mà mình thấy là nhiều bạn người Việt Nam hay dùng nhất và bản thân mình cũng đang dùng đó chính là Google Maps nhá. Google Maps thì chỉ có tiếng Việt, vì vậy là các bạn sẽ tìm được là chuyến tàu như thế nào. Ví dụ các bạn muốn đi từ A đến ga B sẽ đi như thế nào, phải đổi tàu bao nhiêu lần thì nó sẽ ghi ra giờ như thế nào, đổi tàu ở giờ nào, xuống tàu ở giờ nào, nó ghi ra rất là cụ thể. Ngoài ra thì cũng có một số ứng dụng tương tự khác như là Norike Annai hay là app là Tokyo Metro Line. Thì cái Tokyo Metro Line này là dành cho những các bạn nào mà ở Tokyo, còn Norike Annai thì nó lại có rất là nhiều tiếng Nhật và có kanji. Vì vậy là các bạn có thể là vừa học tiếng Nhật, vừa xem hoặc là các bạn có thể sử dụng nguyên là Google Maps để có tiếng Việt luôn nhá. Ok, thì hôm nay thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Google Maps để còn tìm tàu này. Với ứng dụng này thì các bạn chỉ cần điền tên địa điểm mà các bạn muốn đến. Vị trí xuất phát là Google Maps Sensei sẽ đề xuất cho các bạn từng tuyến đường. Làm sao các bạn có thể lựa chọn được cái tuyến nào nó phù hợp. Các bạn để ý nhá, giá sẽ khác nhau. Đi từng chuyến nó sẽ có giá thành khác nhau, thời gian nó khác nhau.
và số lần là mình đổi tàu nó sẽ khác nhau. Mình để ý rồi, đổi càng nhiều thì cái thời gian đi càng nhanh và cái số tiền cũng rẻ hơn. Còn các bạn nào mà cảm giác là mình sợ, mình chưa biết muốn đổi tàu như thế nào thì cứ đi chuyến thẳng hoặc là đổi một lần thôi ấy, thì thường là tiền về nó sẽ đắt hơn một xíu, hoặc tùy vào từng chuyến nhé, không phải chuyến nào cũng như thế. Đấy, ví dụ đây nhà mình muốn đi từ Shibuya muốn đến Ikebukuro thì ở Google Maps sẽ chỉ cho mình thấy hai tuyến tàu là tuyến tàu điện ngầm Fukutoshin Line và tuyến thứ hai là tàu điện là Yamanote. Cái tuyến tàu Yamanote á thì là màu gì nhỉ? Màu xanh lá cây, màu xanh lá mạ đấy. Đó, thì người ta sẽ chỉ cho mình hai cái tuyến đấy và các bạn muốn đi tuyến nào thì các bạn tìm tàu làm sao cho nó đúng cái tên mà Google Maps nó hướng dẫn mình. Thời gian di chuyển và mức giá thì đấy, khi nãy mình còn nói là tùy vào từng loại tàu khác nhau thì tiền nó sẽ khác nhau. Ok chưa nào? Thì ví dụ ở cái ví dụ là từ Shibuya đến Ikebukuro ấy thì mình sẽ chọn chuyến là Yamanote vì nó rẻ hơn, mặc dù nó có đi chậm hơn có 2 phút thôi nhưng nó rẻ hơn. Tiết kiệm là số 1 phải không nào? Chúc các bạn là sẽ không có bị lạc tàu giống như mình ngày xưa nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem là bài lần sau chúng ta học cái gì nhé. Chủ đề của bài học lần sau sẽ là mong muốn một điều gì đó, làm quen với ai đó hay hỏi về cái sự mong muốn của đối phương. Các bạn hãy theo dõi nhé và rất là mong các bạn ủng hộ cho mình cũng như là công ty mình. Hãy like, đăng ký kênh, chia sẻ, để lại comment nhé. Nếu mà có gì mà các bạn cần mình phải thay đổi hay là muốn mình bổ sung thêm thì các bạn nhớ comment tụi bên dưới nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Sayonara.